talk show của chúng tôi đối với khách mời là Hiếu thứ hai thì đang nói về tình yêu gia đình. Anh không biết hôm nay là em có bạn gái chưa? Còn ai khác ngoài em nữa? Còn ai khác ngoài em nữa? Những đàn ông này sao nghe như tình yêu, đây là lâu dài, đóng mai quên về lâu dài. Sẽ ở đây hay đâu này, Misty ở tất cả nơi ta. Phía Sài Gòn Special, thăng hoa một hương vị. Này nó ghi là gì? Trăm kỹ năng sinh tồn á. Có bí kíp chống lạnh em coi một lục á. Chống lạnh rồi ăn uống gì đó. Thì bí kíp chống lạnh của nó là mặc áo lạnh vô. Bí kíp chống lạnh của nó là mặc áo lạnh vô. Quá hay vậy trời. Trời ơi, bí kíp này mà viết ra được là quá tuyệt vời. Một người từng trải. Sách này đáng mua. Đưa đây. Lò lửa còn cháy. Cứu tôi trời ơi. Ví dụ trong rừng nè. Dạ. Buổi đêm thì ở trên núi hay là xuống thung lũng? Ở trong rừng anh. Trên núi hay là xuống thung lũng? Em nghĩ là xuống thung lũng đi chứ. Tại sao? Tại trên núi nó vừa lạnh mà vừa có động vật nữa. Gió. Trên đó càng cao thì nhiệt độ nó càng cao. Dạ đúng rồi. Xuống dưới thấp nhiệt độ nó thấp. Dạ. Quyết Phan với lại Lê Dung Lam đi đâu hả? Đang cứu tôi. Lại lối đi phần dưới này. Truyền thuyết là như thế nào em? Không tối cũng sợ quá. Truyền thuyết là như thế. Ở đấy thì người dân ngày xưa kể lại là ở đây có rồng ấy. Có con rồng. Vâng, rồng. Vì cái mỏ nước này thì xung quanh nó sẽ không có nước mà nó sẽ chảy từ trong mạch đá chảy ra. Người ta kể lại với bọn em là đây sẽ có rồng, ngày xưa nó có rồng. Quá trời. Hôm nay cũng như talk show đi. Dạ, yeah, ok. Hiếu rõ thì đã từng bao giờ em đi đâu đó một mình hay là đi với bạn nào đó hay là đi đó mà đi gọi là hoang dã không? Em đi hoang dã hả? Nhất đã từng. Hoang dã nhất đã từng luôn. Thì là trời ơi. À, có một lần là em đi ra Cù Lao Chàm. Cù Lao Chàm Hội An đi ra hả? Dạ đúng rồi, là đi từ đó là lúc mà em vừa mới tốt nghiệp cấp 3 xong. Là vừa mới thi đại học xong luôn à. Là nguyên đám bạn các ba dắt đi chơi Cù Lao Chàm. Ra ngoài đó là cũng tự nướng, nấu nướng giống vậy nè à. Tự nấu ăn ngoài biển mà. Em còn nhớ là em nhóm lửa 4 tiếng đồng hồ. Một mình em? Không, nguyên một đám gì á, 10 đứa. Tại sao mà lâu vậy? Cuối cùng nó cũng không lên luôn. Bạn không biết làm. Có nghĩa là chưa, không có đứa nào biết làm hết trơn mà cũng... Có học quẹt không? Không. Có học quẹt anh. Có củi không? Có học quẹt, có củi luôn. Mà không làm nổi. Mà củi ướt không? Chắc ướt quá. Đúng rồi. Củi ướt, hầm cháy. Làm qua không nói. Rồi cuối cùng? Cuối cùng vô cầu cứu, kêu cứu người dân. Cứu tôi. Dạ đúng rồi, thì người ta ra người ta dạ, đúng rồi. Rồi giờ em còn chơi với đứa bạn đó không? Dạ nghỉ rồi. Dạ giờ em có đám bạn khác. À dạ. Đám bạn khác của em có phải là chúng tôi không? Chứ còn ai nữa, em có chơi với ai đâu. Thằng bé này là khéo ăn nói. Em cũng ít giao tiếp ha. Dạ, em ít giao lưu lắm. Vì sao? Tại vì thấy... Không có niềm tin với người đối diện hả? Không phải không có niềm tin mà kiểu cũng không có cơ hội để mà thân. Với lại em cũng không biết nói chuyện nhiều. Vậy mà bữa nghe cái gì, cái vụ mà tạt nước gì, gấp nước bằng thao đó anh. Các vợ ơi cứu chồng. Chồng em bà đi. Không biết nói chuyện gấp con mổ nó. Dẻo người chết. Đó là gọi là em là ngoại giao lúc mà trong chương trình thôi. Chứ bình thường là em khúm núm lắm. Ồ, khúm núm hả? Chuyện là em ngại giao tiếp đúng không? Ngại giao tiếp lắm. Nếu gặp một cô gái đẹp thì nếu như em này gặp một cô gái đẹp nha. Và trong lòng em đang muốn phải làm thân với cô đó. Thì em sẽ làm bằng cách nào? À gặp một cô gái thì không, cái đó thì tự tin thôi. Cái chuyện mà cô gái này nọ cái kiểu thì em rất là tự tin. Còn bạn bè thì hơi khó. Nếu gặp cô gái thì thường thì em phải làm gì? Thì em cứ lại em nói chuyện thôi. Giống như giới thiệu bản thân mà anh. Ví dụ anh là cô gái đẹp nè. Anh ơi, ví dụ gì mà thực tế xíu được không? Thôi, cười gì lắm. Thường là em sẽ bắt chuyện bằng kiểu gì? Em thì em cứ lại em giới thiệu bản thân. Em là ok, xin chào bạn. Giống như
kiểu tùy vô cái môi trường lúc đó đang ở đâu nữa. Để hỏi là giống như mình nhìn cái khung cảnh xung quanh là mình nói chuyện hả? Nói chung là em ít nói chuyện lắm. Vậy hả? Chắc là trong chương trình này là em nói chuyện nhiều nhất cuộc đời em luôn á. Vậy hả? Còn về nhà thì có tâm sự với bố mẹ không? Dạ không luôn. Khi có gặp chuyện buồn trắc trở trút trách trong cuộc sống thì người tâm sự nhiều nhất lại. Khi gặp chuyện buồn hả? Không, là lúc đó là em giam mình vô phòng với âm nhạc. Đúng rồi, em nghe nhạc. Vậy hướng nội ta? Hướng nội mà, em hướng nội. Nhưng mà ở ngoài là em cũng muốn nói chuyện với mọi người mà đúng không? Không, ý là em cũng không muốn nói luôn á. Thôi anh phép đi đây. Vậy là em đang nói chuyện đó. Bạn Tấn vừa hỏi em cũng muốn hết muốn nói chuyện với mọi người không? Không, không em không muốn nói. Em đang nói chuyện với mọi người cái kiểu. Nhưng mà nếu vậy á là em vô một cái bệnh giống như là bị cô độc hướng nội. Cô độc hướng nội. Anh ơi, thịt khét anh ơi. Mẫu người phụ nữ của em là gì vậy Hiếu? Dạ. Em có mẫu người phụ nữ không? Thì thông minh với lại tinh tế là được. Thông minh với tinh tế. Tinh tế hả? Tinh tế, tinh tế. Khó, em đòi hỏi hai nhu cầu khó lắm. Chỉ được một trong hai thôi. Chọn cái nào? Em nghĩ là người tinh tế cũng sẽ thông minh thôi. Người tinh tế cũng thông minh. Sẽ thông minh. Thông minh thì mới biết mình tinh tế không? Không. Không. Người thông minh cũng chưa chắc là tinh tế. Người thông minh chưa chắc tinh tế, nhưng mà em nghĩ người tinh tế thông minh chứ. Đưa vô, đưa vô. Người tinh tế thông minh. Cũng chưa chắc nha. Đẹp không? Đẹp thì cũng không cần thiết. Đẹp thì cũng không cần thiết. Không cần thiết đẹp luôn. Mấy nút trong thang điểm 10 là được. Thì cứ 6 điểm là được rồi. Trời ơi, sao em đơn giản vậy? Em đơn giản lắm. Ồ, em vậy, đơn giản lắm. Vậy thì tính ra là nhiều người còn có hộ quá ha. Nếu mà trẻ, nếu mà thích em còn nhiều cơ hội lắm. Đúng không? Không dám trả lời. Thường đàn ông là sẽ hay có là sẽ có một người phụ nữ đó phải ưa nhìn ha. Phải dày dày, phải giống mẹ tôi ha. Phải bao dung, phải nhân hậu ha. Nãy giờ em không có những cái đó luôn á. Không, mà tại vì em thấy cái sự tinh tế là nó đã khó rồi. Cơ bản là nó rất khó. Nấu gì đi? Chôli mét đây. Mối tình đầu của em là bao nhiêu tuổi thế Hiếu? Thôi sâu quá vậy? Có quyền trả không trả lời mà. Tình gà bông á, gà bông á, gà bông á. À, học trò á. Gà bông á. Thích hả? Đang thích thôi á. Ừ. Học trò hả? Học trò thì không có quen ai, nhưng mà thích thì có. Chắc là mới lớp 6 đi, lớp 6 đi. Lớp 6 là thích rồi. Nếu em thích một người phụ nữ mẹ không thích sao? Nếu em thích một người phụ nữ mà em thích hả? Thì em phải hỏi mẹ em là tại sao em thích cái đã. Mẹ em trả lời là mẹ thấy nó không hợp. Đơn giản vậy thôi. Và mẹ nói thôi, con muốn quen thì quen chứ mẹ là không thích. Và con đang làm mẹ buồn. Chữ Hiếu chữ tình, em chọn chữ nào? Nếu mà mẹ em không thích mà tự nhiên không có lý do gì hết trơn à. Tại vì đơn giản, ủa phụ nữ mà cần gì lý do? Đơn giản là mẹ không thích thôi. Tại mẹ thấy cô rồi sao? Cái gì cũng phải có lý do chứ anh. Không, không, không. Sai rồi. Ví dụ ăn chơi quá sao? Cháy, cháy Tuấn ơi. Chưa, không cháy được anh ơi. Tụi em nói chuyện nghiệp lắm. Tụi em nói chuyện nghiệp lắm, không rồi nè. Trả lời đi chứ. Không có lý do thì hơi khó nha. Nhưng mà nếu mà bây giờ nói theo anh luôn là không có lý do luôn. Thì nếu mà mới quen á. Nếu mà mới quen thì thôi. Thì thôi, chọn mẹ. Nếu mà mới quen thì chọn mẹ. Còn nếu mà quen cũng thời gian, ví dụ em nói trên 6 tháng đi. Và đem về nhà và mẹ nói, mẹ thấy cô rồi sao, không hợp với con đâu con ơi. Nếu mà trên 6 tháng thì em sẽ về em làm việc tư tưởng lại với cả hai bên. Tại vì cái cô đó cũng phải có vấn đề gì đó. Mình cũng phải ráng mình tìm hiểu. Để mà mình về mình giải thích với mẹ, hoặc là có bị cái gì thì mình cứ nói chuyện gọi là kêu cải thiện đi cái chuyện đó lên. Để mẹ anh phải thích em. Mọi cách phối phục để cho mẹ anh phải thích em cái đã. Ở nhà mình là mình theo phe ba, theo phe mẹ? Em theo phe... Em theo phe mẹ nhiều hơn. Chắc mẹ nhiều hơn. Con trai thường là... Con trai thường hay theo mẹ không? Theo mẹ đúng rồi. Thường là vậy. Con gái theo ba. Ngày hôm nay talk show của chúng tôi với khách mời là Hiếu thứ hai thì đang nói về tình yêu
gia đình. Anh không biết hôm nay là em có bạn gái chưa? Còn ai khác ngoài em nữa? Còn ai khác ngoài em nữa? Những đàn năm này sao nghe như tình yêu. Đây là lâu dài, đón mai quay về lâu đài. Sẽ ở đây hay đâu này, Misty ở tất cả nơi ta. Rồi, thịt nướng xong rồi đúng không? Xong rồi ạ. Bây giờ đợi hai đứa em nó về, nó làm tiểu phẩm rồi nó về cái chị ơi. Em ơi, ở trên đây là gì cứ? Tại vì trên này là bọn em set up là khu vực ngâm chân cho khách. Ngâm chân? Ngâm chân thảo dược. Mình có muốn trải nghiệm thử đi. Đi, đi, đi. Ở đó chưa ai kêu đúng không? Vậy thì chúng tôi sẽ lên trải nghiệm ngâm chân. Đi anh em ơi. Ê, thì mình lén ăn riêng vậy có bị kỳ không? Bị kỳ. Kỳ không? Nhưng mà chắc không ai biết đâu, này lên đài người ta mới biết. Cái nước chiếu người ta mới biết mà, đã quá. Trời ơi, em ơi, nước nè. Đây nè, thảo dược ngâm chân đúng không? À, hay quá ha. Ủa, là nước hay nước gì trong người ta? Trong sẽ có thảo dược, một số cái cây như là gừng, ngà cứu và một số thực phẩm ở trên rừng của dân bản người ta sẽ xay nhuyễn ra. À, là mình bỏ vô hả? Bỏ vô tủ lọc hả? Vâng. Cái này đã chế biến rồi đấy ạ, đã xay. À, sao lạnh quá vậy em? Ôi em ơi, rất là ấm áp. Rất là ấm áp. Rất là ấm áp. Rất là đã. Cái xô này người ta đã để 3-4 tiếng rồi. Ủa? Nước này nước gì vậy em? Có ai xài chưa? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết rồi. Ủa là có rồi hả? Xem mời anh lên đây làm gì? Mời lên coi thôi. Ủa là giờ dịch vụ là nghỉ hả em? Ủa là dịch vụ này nghỉ rồi hả? Bây giờ chưa nghỉ ạ, anh có muốn ngâm thử trải nghiệm không ạ? Là nó sẽ nóng lên? Vâng, nó sẽ nóng lên ạ. À, là lâu không? Khoảng 2 phút là được ạ. Trải nghiệm không? Anh em quay phim làm gừng chậu chứ hả? Đủ chưa? Ở dưới xong chưa? Ok, anh Giang nó kêu về rồi. Đáng là mình được trải nghiệm rồi. Rồi bây giờ anh Giang nó kêu mình về rồi. Chưa kịp trải nghiệm hả? Vậy thôi mình về đi, sáng mai anh sẽ ra anh trải nghiệm ha. Cảm ơn Hùng nha.